Ok thì tao cứ ra thôi, người ta không phải là idol kết. Thích thì cứ ra, đừng nói kiểu đấy. Đi 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 ra đi, đi ra đi. Đây không có sâu xiếc gì cả. Kiện làm sao được, kiện nó lớn như thế thì làm sao mà kiện được. Người ta lên đây, người ta lên đây, người ta nói chuyện. Hello hello đúng không, hello mọi người đúng không? Không thích thì ra ông ngoài và người phải kiểu như thế. Người ta không phải là idol, người ta không phải thế này kia để làm bài vừa lòng mấy người làm gì. Em chưa ngủ, em không ngủ được, em bị mất ngủ. Không sâu nhưng mà kiểu mấy đứa nó thế này kia. Ơi cái kiểu ấy, cái kiểu cái kiểu mà người ta đứng lên mà người ta khoe khoe tí lát bảo con này sâu hàng các kiểu ba la ba la, mà con này kiểu mình không sâu, mình ngồi mình mập mờ và con này thế này kia, dụ thính dụ giết các kiểu thế này kia, mà con này xong rồi kiểu mình ăn mặc kín đáo là con này không ăn chơi, hay con này không có ngực, hay con này thế này kia, kiểu đéo gì cũng nói được ý. Người ta đã mặc như thế này, người ta ngồi như thế này, tốt nhất nếu như ấy mà không thích thì có thể đi ra ngoài đúng không, còn nếu mà muốn nhìn thì ngồi yên mà nhìn đi, đừng có sủa lại làm gì cả. Khẩu nghiệp cứ muốn người ta phải cứ cứ kiểu muốn cứ cứ kiểu muốn 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 vừa lòng, làm sao mà vừa lòng được. Kiểu đòi hỏi có hồn, cái đầu có hồn, hiểu không? Có Facebook, em có Facebook, nó đen hay nó đỏ hay cái gì đấy là việc của người ta, ok. Chứ có ní mà ví dụ đấy hay là không thì các ông cũng có ăn được đâu mà các ông nói đúng không, khi nào các ông ăn đi xong rồi các ông cả nói, hiểu không? Các ông có các ông nói mà các ông có được ăn không mà các ông nói. Có xấu, nó có xấu, dù tôi có lép ấy, dù tôi có xấu ấy mà tôi có không được thế này kia, các ông không ăn được đâu, ok. Khoác vào xong lại bảo con này thế này kia mà, con này ngược lép các kiểu mà. Em nghe em nói mà không, dạo này không ăn dưa. Ok rồi, quả này là quả thờ quả ăn đó, quả nào thờ thì thờ, cúng thì cúng đó, đừng có kiểu ăn tạp. Em không biết được nếu có duyên thì về nữa. Gớm mà, người ta gớm mà, ok. Người ta gớm mà. Em từ lúc ngồi đến đây chưa tự khen là mình xinh bao giờ, tự nhiên bảo phòng người ta gớm thì người ta gớm thật mà, xúc phạm người nhìn thấy nhìn làm cái gì. Có xe Zalo ạ, sao không không biết được, không biết sao khó ngủ, không ngủ được, không muốn ngủ. Không phải đi ba đâu,
Đi đi bắp bớt. Đi bắp bớt đi. Kiểu không, cái tôi chắc là tôi bụng ấy. Muốn đi ăn mà muộn rồi chả biết ăn gì. Có cộng hòa nhưng mà từ này che lại.